Ai, xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn và các bác quay trở lại đến với kênh BB Núi nhé. Đây, hôm nay mình giới thiệu lại cho các bạn em trắng này, sủ tít mù luôn các bạn ạ. Phải nói là bạn này siêu VIP luôn, sủ rất là mập đấy, đỉnh cấp nhất đấy. Đấy, em này hiện tại là đang chuẩn bị đi Hà Nội các bạn ạ. Đấy, đang đưa ra đi vệ sinh này. Đấy, đầu thủ rất ok luôn. Đấy, bơm ra. Chân tay không phải nghĩ. Đấy. Vì tối quá nên là hôm nay mình phải thắp cái đèn phụ để quay cho các bạn. Đấy. Nhìn mặt em này yêu chưa? Nhìn quá phê luôn các bạn ạ. Bạn này giờ tính đực đuôi khóa trái nữa các bạn. Đấy. Đi về. Cút 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 cút. Về 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 về. Phê lắm các bạn. Cực phê luôn. Gọi là trắng trắng trong đêm các bạn ạ. Đi vệ sinh. Chạy ra tận đường này đi vệ sinh các bạn ạ. Đấy, chất lông. Cũng mình nghĩ luôn. Rồi các bạn thấy chú cún đẹp nhớ like và share chia sẻ video này cho mọi người xem nhé. Rồi ok, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn và các bác trong những video tiếp theo nhé. Bye bye. Đi về nhá. Đi về này. Các tự về luôn. Đầu to lắm này. Đầu quá chất. Tiếng động lạ sợ chạy về luôn. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các bác nha.